Hôm trước thì em Hương đã lên sóng về một chiếc xe Kia Rio với lớp sơn màu đỏ đẹp bản nhập Hàn Quốc số tự động. Đời 2015 thì giá là 395 triệu. Thì hôm nay em Hương lại về thêm được một siêu phẩm Kia Rio với lớp sơn màu lâu cà phê đẹp các bác nhé. Màu lâu cà phê đẹp cho những bác nào thích tông màu mà nó nhã nhặn, nó chìm chặn hơn này. Chiếc này được sản xuất vào năm 2014. Đời 2014 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015 bản nhập Hàn số tự động với lớp sơn màu lâu cực kỳ đẹp luôn. Động cơ trang bị 1.4 số tự động đẹp 5 chỗ ngồi. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 378 triệu. Những bác nào mà đang quan tâm về siêu phẩm Kia Rio nhập Hàn, nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Đèn em có lên đèn bi salon này, có đèn phá xương đầy đủ, đèn gầm cũng là đèn bi, có thêm hai cái giải kia là giả đèn led nhá, em này chỉ là giả thôi. Mặt lưới tản nhiệt đặc trưng của Kia các bác nhìn này, các cái lỗ thoát là giải tản nhiệt nhìn rất là đẹp luôn. Ở trên mặt là ga lăng thì có thêm hai cái đường dập lồi sắc nét cho em, đứng góc nghiêng để khách hàng nhà mình có thể xem được toàn thể về tông màu của sơn cũng như là được lộ thất bên ngoài của xe nhá. Xe thì một dàn lốp rất là dày dặn và đẹp luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em các bác nhìn lốp này, cực kỳ dày dặn luôn, các cái lông, các cái tua còn nguyên. Phanh ABS chống bó cứng cho em. La răng thể thao, xi nhan cũng được tích hợp ở trên gương rồi. Gương kính thì liền đời theo xe cho em ạ. Bên ngoài nội thất, ngoại thất đã đẹp rồi, nhưng bên trong nội thất các bác nhìn này, màn hình giải trí OLED cực lớn luôn nhá, lên màn hình cỡ lớn rồi. Rồi, túi khí an toàn đầy đủ trên ghế phụ. Bác chủ cũ cẩn thận còn mua thêm một cái thảm để chống táp ly táp lô như này, cho nó đẹp không bị xước. Điều hòa mát lạnh với những thanh gió điều hướng trở gió này, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Táp ly thì đẹp căng luôn, keo chỉ zin toàn bộ cánh cửa cho em ạ. Móc khóa thì auto cho em nhé, tự động này. Ghế da là màu kem, như hai hàng ghế trước thì bác chủ có mua thêm cái hạt gỗ như này, vừa mát xa vừa làm mát đỡ nóng lưng các bác nhé. Từng móc khóa đẹp như thế này, zin đẹp toàn xe cho em luôn. Kia Rio 2014 số tự động bản nhập Hàn, đăng ký lần đầu lăn bánh năm 2015. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc kết nối Zalo, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. Ghế này các bác nhìn là màu kem cực kỳ sạch sẽ luôn. Hàng ghế thứ hai có cho em là 4 cái cổng này, 4 cổng USB. Có thêm một hai cái cốp nhỏ xinh xinh như này để các bác có thể đựng đồ, đựng nước nhá, thoải mái cho em này. Đó, có thêm cổng USB cho mình. Thảm phía dưới là thảm cao su lon cực kỳ sạch sẽ luôn. Trần nỉ 3D nguyên zin. À, trần nỉ nguyên zin có bọc ni lông nhá. Đây, ốc nhái là chưa hề bị vặn mở một chút nào luôn. Xe thực sự là rất là xuất sắc luôn. Nếu như với cái tầm tiền kinh tế mà trên 300 mà các bác muốn mua một chiếc xe số tự động thì Kia Rio là một trong những sự lựa chọn rất là hoàn hảo luôn ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em nhé. Nước sơn màu lâu đẹp. Bản sedan 2 đầu. Đèn hậu phía sau đây nha các bác nhé. Đèn hậu không hề bị hấp hơi hay là mờ nước, có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Các bác mở cốp, các bác có thể mở bằng khóa khiển nhé, hoặc bên trong xe có một chỗ để mở cốp cho mình. Với thiết kế sedan 2 đầu thì khoảng hành lý này, cái khoang hành lý rất là rộng rãi và sạch sẽ luôn. Bản sedan 2 đầu đây ạ. Lốp sau cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp sản bẹ sạch sẽ luôn. Máng lốp hai bên cũng không hề bị đâm xô, còn giữ nguyên được nhá. Toàn bộ keo chỉ zin, toàn bộ lắp cabo luôn. Em Hương sẽ quay chậm và quay chi tiết để các bác có thể nhìn thấy được chất lượng của xe. Qua video của em Hương có thể yên tâm chốt cọc hoặc có thể là đến trực tiếp xem xe với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Một đôi cao su này các bác này, thảm chống nóng giảm nhiệt cũng còn nguyên đầy đủ cho em này. Gương kính thì liền đời theo xe rồi. Kia Rio nhập Hàn 2014, đăng ký lăn bánh 2015, số tự động đẹp. Là lốp Michelin cực kỳ dày dặn luôn, lốp còn rất là dày dặn này. Phanh ABS chống bó cứng cho em. Gương kính thì liền đời theo xe, cam kết bằng văn bản giấy tờ cho mình, không đâm xô, không ngập nước. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa, nghe nhạc thì cực hay luôn. Dòng Kia Rio này nghe nhạc rất là đầm, rất là hay các bác ạ. Xe là xe nhập Hàn cực kỳ sang trọng luôn, với cái tông màu sơn rất là đẹp luôn. Đây nhá, trên vô lăng các bác này, em này thì cũng có cho em là ga tay tự động cruise control, tăng giảm âm lượng vô lăng. Kia Rio đây ạ. Túi khí an toàn, vô lăng thiết kế 3 chấu, bên ngoài có bọc thêm một cái áo da bằng da rắn cực kỳ sang trọng và xịn sò, giúp cái phần tay lắm cựa tay vô lăng nó đầm chắc hơn nếu như bác nào mà thích sự đầm chắc nhé. Có ga tay tự động cruise control rảnh tay cho em rồi. Màn hình giải trí cỡ lớn này, khóa khiển này,
ủ số phanh tay còn rất là sắc nét và đẹp luôn. Kệ chống mỏi tay này, khi các bác đi đường dài đây là một cái chỗ mà các bác có thể tì tay lên cho đỡ mỏi nhá, nếu mà lái xe xa. Tay phanh cũng như là chân phanh cũng như là phần ga này đều có cho em là ốp hết mạ chrome cao cấp rồi. Cổng sạc 12V. Đây em xem để em xem chiếc này là order chuẩn là bao nhiêu nhá. Đây order chuẩn đây, 10 vạn các bác nhá. Order chuẩn của em này là 10 vạn này. Đấy, đồng hồ 3D thiết kế cực kỳ xịn sò luôn, màn hình giải trí, nghe nhạc giải trí đầy đủ cho em rồi. Điều hòa thì mát lạnh luôn, 4 quả loa to bản thêm 2 loa chép nhỏ, âm thanh nghe nhạc đi đều toàn xe luôn các bác ạ. Gương kính thì tất nhiên là auto tự động cho em rồi. Gương kính thì auto tự động các bác nhé. Đây phần này chỉnh gương chỉnh kính này, 4 quả loa to bản này. Phần táp ly của bác Tài là một trong những cái cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất thì không hề bóng, không hề mòn. Không hề bóng, không hề mòn luôn. Xin nga tích hợp trên gương rồi. Một dàn lốp Michelin dày dặn cho em. Đèn là đèn bi salon, có đèn phá xương, đèn gầm cũng là đèn bi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay ngoại thất và nội thất, bây giờ em sẽ quay cho mình về phần bên trong nội thất, bên trong máy móc của xe nhé. Xe có cam hành trình này, cam lùi này, màn hình giải trí và túi khí an toàn đầy đủ cho em rồi. Một chiếc xe Piaggio đời 2014 mà đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Máy số các bác nhìn này, ốc này nguyên bản luôn. Máy số ốc nguyên bản luôn, không hề vặn mở này. Quay chi tiết để các bác cùng nhìn nhé. Riêng cái phần này em sẽ quay chậm để các bác có thể nhìn được từng con ốc này. Phanh ABS làm gọn gàng này, sạch sẽ ở khu vực này. Máy đây, 4 máy và ốc mặt máy này, ốc mặt cam, vách cam chưa hề bị vặn mở đây. Kể cả các cái thanh ngang nhé, những cái thanh rằng không hề vặn mở luôn. Máng nước hai bên, ụ giảm chấn, giảm sóc hay bình ắc quy cũng vậy, còn xanh nét cho em. Bình ắc quy còn xanh nét cho em này các bác này. Toàn bộ keo chỉ zin nắp cabo đều là keo chỉ zin hết này. Thảm chống nóng giảm nhiệt hay toàn bộ các cái lót cắt này. Từng con ốc bé ở bên nắp cabo cũng vậy, không hề bị vặn mở luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video cực kỳ chi tiết về siêu phẩm Kia Rio đời 2014. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015, số tự động đẹp bản nhập Hàn. Giá chào bán là 378 triệu. Giá trên thì em sẽ bao rút hồ sơ cho mình. Nếu như bác nào mà quanh quanh trong khu vực 100 km quay đầu thì em cũng sẽ miễn ship luôn cho mình nhé. Để mua được chiếc xe Kia Rio nhập Hàn máy số ngon như thế này thì các bác ơi để lại số điện thoại hoặc kết nối Zalo cho em 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.